quý vị, năm 2015, doanh số bán nhà được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trở lại nhờ nhiều yếu tố thuận lợi. Trong đó, giới chuyên gia và giới đầu tư cũng khá lạc quan, đặc biệt là trong bối cảnh một loạt luật định mới liên quan đến đất đai và nhà ở có hiệu lực trong năm nay. Năm 2015, giới chuyên gia dự báo doanh số trên thị trường nhà ở tiếp tục tăng trưởng mạnh trở lại theo chu kỳ hồi phục. Theo số liệu khảo sát của các hãng nghiên cứu và tư vấn vừa công bố, quý 1 năm 2015 tiếp tục là quý thứ 5 liên tiếp thị trường nhà ở tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có mức tăng trưởng mạnh kể từ đầu năm 2014. Tính riêng doanh số bán nhà tại thành phố Hồ Chí Minh quý 1 năm nay đạt mức 5.200 căn hộ, gấp gần 2 lần doanh số bán căn hộ của cả năm 2013. Quý 1 năm 2015 chứng kiến sự hồi phục ở thị trường nhà ở, ghi nhận một làn sóng nguồn cung mới ở tất cả các hạng. Khối lượng giao dịch ở các hạng trong quý 1 tăng đáng kể 33% theo quý và hơn 300% theo năm. Giá bán trung bình của hạng B có mức tăng cao nhất, 2,5% theo quý và 5% theo năm. Doanh số bán nhà dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay nhờ nhiều điều kiện thuận lợi như lãi suất cho vay thấp, tỷ suất sinh lợi trên bất động sản cao và những chính sách và luật định mới có hiệu lực và sắp có hiệu lực. Bất động sản nhà ở đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt quý 1 2015 chúng ta so sánh với là quý 1 2014 là có những cái giao dịch nổi trội hơn. Thứ nhất là cái sản phẩm nhà ở nó đã thật sự là đa dạng để phục vụ người tiêu dùng. Cái thứ hai, các cái cơ chế hỗ trợ từ chính phủ liên quan đến ngân hàng tín dụng đã thật sự là đã kết nối được giữa người có nhu cầu nhà ở thật sự và các nhà phát triển bất động sản. Cái thứ ba nữa, đặc biệt quan trọng trong cái yếu tố trong thời gian vừa qua là cái hồi phục lòng tin của người tiêu dùng. Giới chuyên gia dự báo các luật định mới sắp có hiệu lực trên thị trường như luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở sửa đổi sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm 2015 đã cởi mở hơn và tạo điều kiện cho thị trường nhà ở phát triển cạnh tranh hơn, trong đó bao gồm quy định cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Luật nhà ở mới có hiệu lực vào tháng 7 năm 2015 cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản thương mại tại Việt Nam sẽ làm gia tăng nhu cầu, đặc biệt là những dự án trung và cao cấp. Theo khảo sát của John Lane là CEO Việt Nam, nguồn cung nhà ở mới chủ yếu đang đến từ các quận vùng ven và hạ tầng phát triển, đặc biệt là quận 2 và quận 7, quận 9, Bình Tân. Trong đó riêng quận 2 và quận 7 chiếm hơn 1/3 doanh số bán nhà trên toàn thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó tăng trưởng mạnh nhất là phân khúc hạng B, giá bán bình quân cũng đã tăng 3,5% so với năm ngoái. Tại quận 7, chỉ riêng dự án căn hộ Scenic Valley của Phú Mỹ Hưng đã đưa ra thị trường hơn 850 căn với tỷ lệ giao dịch 95%. Đây được coi là một trong những dự án có tỷ lệ giao dịch thành công cao nhất trên thị trường hiện nay. Dự kiến ngày 9 tháng 5, Phú Mỹ Hưng sẽ tiếp tục mở bán căn hộ Scenic Valley giai đoạn 5, vị trí cảnh quan Sun Gold. Ông Trương Quốc Hưng, giám đốc công ty Phú Mỹ Hưng cho biết khá lạc quan với tình hình tăng trưởng doanh số bán nhà trên thị trường bất động sản năm nay. Đối với dự án Scenic Valley thì chúng tôi cũng tiếp tục một cái chính sách rất là linh hoạt trong thanh toán, bên cạnh cái tổng giá thành là vừa phải do cái diện tích đây là diện tích vừa phải ở Phú Mỹ Hưng trong thời gian dài mới có cái diện tích này, thì chúng tôi còn có chính sách hỗ trợ khách hàng trong thanh toán là với cái lịch thanh toán dài hạn khoảng 30 tháng. Đây cũng là một cái điều kiện để giúp cho các khách hàng có thời gian đủ thời gian để mà tích lũy cái khoản tiền để thanh toán cho căn nhà một cách dễ dàng hơn. Giới chuyên gia nhận định năm 2015 cũng là thời điểm chín mùi để người có nhu cầu mua nhà vì giá cả vẫn đang ở mức hợp lý và ở giai đoạn đầu của chu kỳ hồi phục. Theo quy luật phát triển của thị trường bất động sản ở khu vực phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh thì đây là một cái giai đoạn mà giá cả bất động sản vẫn còn nằm trong một cái mức mà chúng tôi gọi là hợp lý. Cái mức đó là chúng tôi qua quan sát năm 2014 thì cái tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp chỉ đạt ở mức từ 5% cho đến 12%. Cái mức này là cái mức rất là tốt, có nghĩa là doanh nghiệp chia sẻ cái lợi nhuận đó cho người mua. Quý đầu năm 2015, thị trường bất động sản cũng chứng kiến dòng vốn FDI đang tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam và dự báo tiếp tục tăng đến hết năm. Không chỉ Singapore mà chúng tôi còn nhìn thấy nhà đầu tư Hàn Quốc cũng như nhà đầu tư Nhật Bản đang rất quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam. Điều này thể hiện sự hấp dẫn của Việt Nam đối với nhà đầu tư. Phân khúc mà các nhà đầu tư đang quan tâm đó chính là nhà ở với sự hỗ trợ bởi luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực trong tháng 7 năm nay. Tiếp đến là thị trường văn phòng ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây nhất hôm cuối tháng 4, một ngân hàng lớn tại Việt Nam thậm chí công bố đã có kế hoạch cho người nước ngoài vay mua nhà và sẽ chính thức công bố chi tiết khi luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Rõ ràng không chỉ giới kinh doanh địa ốc mà các chuyên gia và các ngân hàng cũng đang lạc quan về triển vọng tăng trưởng trên thị trường nhà ở năm 2015. Bên cạnh các yếu tố thuận lợi như lãi suất thấp, tỷ suất lợi nhuận cao, sản phẩm tốt đi cùng với các chính sách bán hàng linh hoạt cũng đang là yếu tố giúp sức bán trên thị trường tăng mạnh trong năm nay.
Thưa quý vị, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang trở nên quá tải với những ồn ào bụi bặm hàng ngày, thì một thành phố trong lành cách trung tâm thành phố không xa sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho những cư dân muốn sống trong một không gian cao cấp. Chúng tôi muốn nhắc đến dự án thành phố sinh thái Five Star nằm tại Long An. Thời gian gần đây, cùng với việc mở rộng thành phố về phía Tây và nhu cầu đất nền ngày càng cao do quỹ đất thành phố Hồ Chí Minh trở nên khan hiếm, thị trường bất động sản tại Long An đã có những thay đổi diện mạo đáng kể. Hiện nay thị trường bất động sản Long An thì nó có cái dấu hiệu khởi sắc rất là rõ rệt. Trong 4 tháng đầu năm 2015 thì cái có hàng trăm hecta được đưa ra và được tiêu thụ rất là tốt. Tọa lạc tại khu vực cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, Five Star Eco City là một thành phố vệ tinh hiện đại và cao cấp của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được đầu tư bởi tập đoàn quốc tế 5 sao, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 18 km, dễ dàng kết nối với trung tâm qua các đại lộ chính như đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Võ Văn Kiệt, quốc lộ 1A, cao tốc Bến Lức Dầu Dây. Thị trường Long An là một thị trường sát với thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới nó sẽ rất là sôi động và rất là tiềm năng. Với cái việc phát triển hạ tầng, hiện nay chúng ta đã có được cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương, sắp tới thì có được cao tốc Bến Lức Long Thành và đường sắp tới nữa thì có cái hệ thống đường xe lửa nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ. Trên nền đất cao hình hiện nay chúng tôi đã giải tỏa, san lấp và làm công tác mà về mặt bằng hạ tầng khoảng 80%. Thế nhưng khi mà ký hợp đồng, khách hàng chỉ thanh toán là 10%. Hiện nay công ty chúng tôi đang thực hiện chính sách thanh toán là 15 đợt, kéo dài đến 28 tháng và không có lãi suất. Điều này giúp khách hàng rất là dễ dàng có thể là mua được cái sản phẩm. Ngoài ra trong quá trình thanh toán, nếu có khả năng về tài chính thì khách hàng có thể thanh toán tròn qua những cái đợt sau. Và những cái đợt thanh toán tròn như vậy là chúng tôi có những cái mức chiết khấu cực kỳ là hấp dẫn cho khách hàng. Ngoài ra bên cạnh đó thì ngân hàng BIDV gia đình cũng có sự hỗ trợ cho khách hàng trong cái việc cho vay. Chủ đầu tư của thành phố sinh thái 5 sao cam kết sẽ nỗ lực mang đến cư dân nơi đây những tiêu chuẩn sống tốt nhất để tạo cảm giác hài lòng nhất. Một thông tin khác liên quan đến bất động sản tại Trung Quốc, kết thúc quý 1, diện tích đất xây nhà mới tại Trung Quốc giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo dự đoán, giá bất động sản đô thị vẫn sẽ ở mức cao, đồng thời thị trường sẽ phục hồi trở lại trong quý 2 nhờ nhu cầu tăng. China Index Academy, tổ chức nghiên cứu bất động sản hàng đầu tại Trung Quốc cho biết, trong tháng 4, giá nhà mới trung bình tại 100 thành phố được khảo sát là 10.500 nhân dân tệ mỗi mét vuông, tương đương là 1.700 đô la Mỹ, giảm 0,01%. Các chuyên gia cho rằng giá nhà giảm một cách khiêm tốn là vì nhu cầu mua nhà giảm và các công ty bất động sản cũng đã xây ít nhà mới hơn. Lý do chính là do nhiều căn hộ không bán được, nhất là ở các thành phố hạng 2 và hạng 3, bên cạnh đó là tỷ lệ trống cũng còn khá cao. Trong đó, các chuyên gia ước tính giá nhà ở tại các thành phố hạng nhất sẽ duy trì sự ổn định, tuy nhiên vẫn ở mức cao vì làn sóng mua nhà ở đô thị. Chúng tôi tin rằng nhu cầu nhà ở vẫn rất cao vì thị trường bất động sản sẽ có một vài điều chỉnh tích cực. Hiện nay, nhiều người đang chờ đợi các chính sách tài chính, nhưng chúng tôi dự đoán giá nhà sẽ tăng rất khiêm tốn chứ không tăng và giảm rõ rệt. Mặc dù diện tích đất được sử dụng để xây nhà mới trong quý 1 giảm 38,7% so với năm trước, nhưng các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản sẽ tăng trở lại trong quý 2 nhờ nhu cầu tăng.
Kết thúc bản tin, chúng tôi mời quý vị cập nhật những chính sách sự kiện nổi bật trong tuần qua. Ngày 25 tháng 4, Đà Nẵng tổ chức khánh thành đường Bà Nà – Suối Mơ, đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà Hills thuộc địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Sau khi đi vào hoạt động, ước tính tuyến đường này rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Đà Nẵng tới thắng cảnh Bà Nà từ 30 km xuống còn 20 km, giảm thời gian đi từ 35 phút xuống chỉ còn 20 phút. Nhằm phục vụ cho nhu cầu bơi lội, tập luyện nâng cao sức khỏe của người dân, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 4 tháng 5, khu liên hợp thể thao quốc gia tổ chức ngày hội xuống nước, chính thức mở cửa đón người dân thủ đô và cả nước đến bơi, học bơi tại cung thể thao dưới nước, đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 23 tháng 4, Lâm Đồng khánh thành trung tâm hành chính mới, công trình bắt đầu xây từ năm 2009, gồm 2 khối nhà 9 tầng và 6 tầng và 3 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư là 1.014 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là nơi làm việc của khoảng 1.400 cán bộ của 49 sở ngành và đơn vị hành chính sự nghiệp của tỉnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Địa ốc của chúng tôi tuần này. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kỳ sau.